Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Ngày mới chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở ấp Tư, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trước mắt mình là cây tràm đại tượng rất là cao và to. Hôm nay anh Sang và anh Kiệt sẽ đến đây cưa cây tràm đại tượng này. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Cái nhà thấy cây tràm đại tượng này rất là cao luôn. Tầm 20 mét, quá trời cao. Rồi cái nhà ông rồi. Anh đang anh chụp cái anh dập bao mấy cây được. Thấy cha của ông cái nhà ông quá trời bay cắn anh Sang. Cái phản xạ của anh Sang là buông tay hơn anh Sang chụp được cái cây liền. Ôm sát trong cái tràm tư tưởng. Đồng đội của anh Sang tới cứu lấy anh Sang. Mau lên anh ơi. Tại lắm cũng ba dít. Anh Sang bị ông kích khoảng 5 dít nha cả nhà. Đang chuẩn bị kéo cái chai xịt lên để xịt nhờ mấy ông ông nó tan đi chỗ khác. Đang ra xịt cho nó bay đi chỗ khác. Sang bắt đầu kéo cái máy cưa lên, bên dưới có anh Kiệt trợ giúp anh Sang. Thì cái tràm ông vàng này cao khoảng 20 mét. Ơi, mùa tới chỗ này luôn hả?
cái hũ rồi chết chết. Ôi tôi lo lên. Mặt khoảng mấy dít lên sao? Cái chục dít. Một cái chục dít luôn hả? Điểm cái mỏ nó dảnh gượt rồi nè. Không vui vẻ hết. Sẽ đón xe vừa phim vừa đón xe luôn. Có một chiếc xe kéo đó. Kéo là kéo rút dây luôn nha. Siết luôn á. Rút dây luôn nha. Có một chiếc xe. Ủa, mày vô kéo đi kia mà làm vậy rồi. Rồi cây xe đi. Ở đây cho xe này qua đi. Nào la là bắt đầu siết nha.
Cái xe này. Không đủ lực nên kéo nó không qua khỏi cây tràm mà ông Hoàng này nè. Không đủ lực. Lấy thước đi. Xíu. Ra đâu? Xuống mình.
chuyển cái marker xuống à. À, anh Kỳ sẽ chuyển bộ dây đeo lên cho anh Sang để cưa đoạn khúc ra. Có 500 ngàn hả? Vậy ra xuống là dưới mấy một chút một lắm nữa. Nghe mấy giờ?
rất đẹp chứ. Nó chặt. Ôi trời. Nó chết quá. Đi đâu cũng thấy quay ông Kiệt nha ta. Anh Kiệt sẽ cưa cái phần gốc. Thành xong cây tràm ta tượng nha cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.